Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được một đồng token là Bit token. Một số thông tin về đồng token này. Số token phát hành chỉ chỉ có 7.800.000 thôi. Và đã phát sinh 195 tài khoản giao dịch sở hữu và đã có 403 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop nhé. Link truy cập website được mình để ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm thứ hai bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ cho coi chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy coi chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt lên đất của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví cho mình. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token ở ví, các bạn quay trở lại website cardamarot.net. Nhấp vào bước 2, truy cập vào bước 2 để truy cập vào đơn bước ra xin nhận token nhé. Rồi, chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 142 ngày nữa. Nếu bạn có nhu cầu mua cái đồng này để hold và tích trữ lâu dài thì sau khi giá nó niêm yết lên một đồng là Bit thì bạn sẽ bằng 3 USD. Đây đó, bạn có nhu cầu mua thì là 0.01 b là đây bằng 100 đồng là Bit nhé. Các bạn rồi các bạn làm thì bạn nhấp vào phần đường của mình yêu cầu bạn là đó. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp cái đôi đi. Khi ra là 0.00732 BNB, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.airdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất được mình update lên website hàng ngày nhé. Bạn chú ý giúp mình cái cột bên cánh tay trái này, những dự án phần thưởng sắp hết hạn, nếu bạn nhấp vào đây nhận token đây, nó sẽ hiển thị cho cái web để các bạn nhận token nhé. Đây vào đây nút quan sát, các bạn copy và dán xong ví của bạn thôi. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án nào, các bạn thường xuyên theo dõi ở đây nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được một đồng token là Bit token. Các bạn có thể vào website claim.airdrop.net để đăng ký một số sàn giao dịch như Binance để hưởng 10% giao dịch phí cho giao dịch chọn đời nhé, và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác. Rồi các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.